Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, tận sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 4 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thì Sa Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, ngũ mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Tính cách người tuổi Mậu Thìn 1988, mệnh đại lâm mộc, có phần hướng nội, trầm tĩnh, ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân, xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Kỳ thực, họ là người có tài năng xuất chúng, khả năng làm việc và xử lý vấn đề rất tốt. Chỉ có điều, họ là người không thích nổi bật, không thích thể hiện bản thân, tựa như viên ngọc còn ẩn mình trong đá. Nếu muốn họ thoải mái, thể hiện năng lực của mình thì sẽ tỏa sáng như viên ngọc minh châu giữa bóng đêm đen tối. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn phấn đấu, theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Có như vậy, họ mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục. Quý âm thủy gặp thìn dương thủ nên gọi là chính tài, nghĩa là vị thần khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia vào các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Mậu Thìn nên mang bên mình các khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa được linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp cùng sự chăm lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống.
Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tử vi cho thấy, sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thìn không khởi sắc trong tháng 4 âm lịch. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến bản mệnh khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình và để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Cho nên bản mệnh hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác. Bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Hơn nữa, bản mệnh là người hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là sẽ lùi bước, nên không đi được đến bước cuối cùng. Bản mệnh thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Mậu Thìn cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình. Nếu không, e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Ngoài ra, bản mệnh chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Sang tháng 4 âm lịch, tài lộc của những gia chủ tuổi Mậu Thìn không có nhiều biến động. Bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bản mệnh cải thiện được phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu, tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phát lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Mậu Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đó đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi năm 2021 có cho biết rằng tháng 4 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi Mậu Thìn có nhiều biến động. Bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Đối với những người tuổi Mậu Thìn đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt là các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Hơn nữa, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bản mệnh có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Mậu Thìn sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân. Hộ thân tăng cường sức khỏe, chiêu tài hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 4 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Mậu Thìn không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, quý gia chủ cũng không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái.
Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kinh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Mậu Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bạn mệnh cần chú ý tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 3 tháng 4, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch, nạp giáp nhâm tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 4, tức ngày 26 tháng 5 dương lịch, nạp giáp giáp tuất. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 4, tức ngày 7 tháng 6 dương lịch, nạp giáp bính tuất. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Thứ nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 4, tức ngày 13 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Tân Dậu, nạp âm Thạch Lửa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 4, tức ngày 26 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 4, tức ngày 6 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Ất Dậu, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ tận trình tử vi của tuổi Mậu Thìn trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi ngày hai con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng và cuộc sống hàng ngày. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.